Đế chế hùng mạnh của Chelsea đang có nguy cơ sụp đổ sau sự ra đi của ông chủ Roman Abramovich. Sau những tác động của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, chính phủ Anh đã gây áp lực khiến ông chủ người Nga Abramovich buộc phải bán Chelsea, đứa con mà ông đã mất 20 năm để xây dựng. Dưới triều đại của Abramovich, Chelsea từ một đội bóng trung bình đã lột xác trở thành một ông lớn đích thực của giải đấu cao nhất xứ sương mù. Sự ra đi của những người đã gây dựng một Chelsea hùng mạnh như ngày hôm nay khiến những cổ động viên lạc quan nhất của đội bóng cũng cảm thấy lo lắng. Bruce Buck, chủ tịch dưới quyền của Abramovich, đã chính thức rời Chelsea sau 19 năm gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge. Dưới triều đại của ông, Chelsea đã vươn tới tầm vóc của một đội bóng hùng mạnh và thu hút hàng triệu fan hâm mộ trên toàn thế giới. Cùng với sự ra đi của chủ tịch Bruce Buck, bà đầm thép Marina Granovskaya, giám đốc của Chelsea, sẽ không tiếp tục gắn bó với đội bóng nước Anh. Người phụ nữ quyền lực người Canada gốc Nga là một nhân vật cực kỳ quan trọng của đội bóng phía Tây London. Dưới bàn tay của bà, những bản hợp đồng giá trị và hệ thống tuyển trạch nhân tài của câu lạc bộ đã giúp The Blues trở nên hùng mạnh. Nói một cách đơn giản, Chelsea sẽ không thể thành công nếu như không có sự chèo lái của bà. Để xây dựng một Chelsea vĩ đại như ngày nay, chắc hẳn ai cũng biết được tình yêu mà Roman Abramovich dành cho đội bóng nước Anh suốt hai thập kỷ qua lớn đến mức nào. Với hàng loạt những biến động về ban lãnh đạo cấp cao của đội bóng, người hâm mộ lo lắng rằng đội bóng con cưng của họ sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng khi ông chủ người Mỹ George Bowley kế nhiệm nếu như ông chủ mới của câu lạc bộ nước Anh không thể chèo lái con thuyền Chelsea như Abramovich từng làm, thì viễn cảnh tăm tối của đội bóng sẽ được mở ra trong một triều đại mới.